Hello, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Xe. Là một người đam mê về xe và yêu công nghệ thì các bạn quan tâm đến những cái siêu phẩm, siêu xe đình đám nào? Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tất cả các cái phiên bản siêu xe thu nhỏ hoàn hảo đến từng chi tiết. Trước mắt các bạn đây là bộ sưu tập xe hơi của chúng tôi. Hôm nay Vua Xe xin giới thiệu đến các bạn. Đầu tiên phải kể đến chiếc Rolls Royce Phantom, nhìn rất đẹp đẽ, sang trọng và đẳng cấp. Đấy. Mời các bạn cùng đón xem và theo dõi chiếc xe mà chúng tôi đang mong muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Với chiếc Rolls Royce Phantom này, chúng tôi hiện tại đang có hai màu, đó là màu đen và màu đỏ. Đây là cái phiên bản màu đen, tỷ lệ 1.24. Với kích thước chiều dài 21 cm, chiều rộng 7,5 cm và chiều cao 5,5 cm, chiếc Rolls Royce Phantom hứa hẹn sẽ là một trong những cái bộ sưu tập mô hình được các bạn mong chờ nhất. Chiếc xe có thể mở được bốn cửa. Tôi sẽ mở cửa cho các bạn cùng theo dõi. Vâng, tôi đã mở cửa. Mời các bạn cùng xem. Rolls Royce Phantom, chiếc siêu mô hình với giá cả rất hợp lý, 299.000. Và các bạn đã sở hữu chiếc siêu phẩm đình đám nhất hiện nay, Rolls Royce Phantom. Bên cạnh chiếc Rolls Royce Phantom, đó là chiếc Land Rover. Bên là cái phiên bản màu trắng, mời các bạn cùng đón xem. Rất đẹp và sang trọng phải không các bạn? Tiếp đó, chúng tôi muốn xin giới thiệu đến quý vị và bạn chiếc Rolls-Royce Cullinan. Đây là cái phiên bản màu đen. Chiếc xe này các bạn có thể mở được cửa sổ trời. Có giá bán là 239.000.